để lực mình trở lại rồi. Sao mình thấy nó không đỡ chút nào vậy ta? Đây sẽ là thử thách cho con đó Max. Con chịu hết nổi rồi. Đây là đường chạy vô cực, con hãy chạy nhanh nhất có thể. Thử thách như vậy thì quá dễ với con. Hả? Ôi da, con muốn thử lại. Các con phải nhanh lên, nguy hiểm đang cận kề. Tương lai của Cool Galaxy phụ thuộc vào các con đấy. Các chiến binh siêu phàm nhí à. Có liền tay bình nước Cool đa năng với hai cách uống độc lạ, để đeo tiện lợi mang đi muôn nơi với 24 thẻ quà Cool. Hả? Cậu làm gì Sophia vậy chớp chớp? Không, không, mình có làm gì đâu. Cậu hiểu lầm rồi, chớp chớp đang chỉ mình tập võ đó. Không phải cậu có xe tô màu Cool đa sắc rồi sao? Với cây bút màu đỏ mình đã học được các môn võ mới. Nhưng thể lực của mình yếu quá. Thế nên mình đã nạp cho cậu ấy rất nhiều năng lượng bằng sữa trái cây Cool, và chỉ cho cậu ấy phương pháp tăng cường thể lực. Sao con lại tập võ? Con nên học cách kiểm soát năng lực độc tâm trí chứ. Con không thích siêu năng lực đó. Độc trộm tâm trí người khác là xấu lắm. Con thấy ai cũng có siêu năng lực xịn cả. Con không muốn sau này trở thành một thành viên vô dụng, nên con nhờ chớp chớp dạy võ. Không có siêu năng lực nào xấu cả, chỉ có người sử dụng không đúng cách thôi con à. Con có một trí tuệ tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Đừng áp lực bản thân phải trở thành người khác, mà hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn Mama Bay, con hiểu rồi. Đến lượt mình trổ tài rồi. Bộ cậu thấy mình bị thương vui lắm hả? Đâu có. Mình thấy nó không đỡ chút nào vậy ta? Kỳ vậy ta, để mình thử lại xem. Để Mama Bay đưa Sophia tới phòng hồi phục, các con tập luyện tiếp đi nha. Đây sẽ là thử thách cho con đó Max. Vậy thì quá dễ cho con rồi. Đây không phải là một bài kiểm tra về sức mạnh, mà là sức bền. Bây giờ ta với con thi xem ai nâng được tảng đá này lâu nhất. Ta chấp con một tay. Con chịu hết nổi rồi. Đây là đường chạy vô cực, con hãy chạy nhanh nhất có thể. Wow. Thử thách như vậy thì quá dễ với con. Con muốn thử lại. Ôi da. Ôi da. Con đầu hàng. Max, con có sức mạnh nhưng chưa có sức bền, nên chỉ sử dụng siêu năng lực được trong một thời gian ngắn. Còn chết chết, con rất là nhanh, nhưng con vẫn chưa kiểm soát được tốc độ và khả năng phản xạ. Sophia, con rất thông minh, nhưng con nên tập trung phát huy siêu năng lực đọc suy nghĩ của mình. Ta tin là con sẽ làm được nhiều hơn thế. Unique, con dễ bị phân tâm bởi thế giới xung quanh khi điều khiển năng lực.
cái con cần thay đổi chỉ là sự tập trung thôi. Shirley, con là một cô bé tốt, biết chia sẻ yêu thương thì năng lực sẽ đến. Xong rồi, còn ai có câu hỏi gì không? Hình như em góp ý thẳng thắn quá rồi đó. Hả? Wow, hiệu trưởng nhà lát tích. Được rồi, ta có cách để các con có thể hoàn thiện siêu năng lực của mình rồi. Trước mắt các con hãy uống sữa trái cây Cool để lấy lại tinh thần hả? À, sữa trái cây Cool vị nho ngon quá đi. Mình đã hoàn toàn tự tin trở lại. Đây là Galaxy, trung tâm của học viện Cool Galaxy. Khi đi thăm thú các hành tinh trong Cool Galaxy, ta đã mang những hạt giống quý hiếm về và gieo trồng nên Galaxy. Vậy Galaxy giống như nơi bảo tồn các giống cây quý hiếm đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Galaxy phát triển rực rỡ, tạo bóng mát và che chở cho học viện Cool Galaxy. Và nguồn sữa trái cây Cool cũng từ Galaxy mà ra đó. Bí quyết để có một nguồn sữa tươi ngon là một loại trái cây có tên là Tropical Fruit. Nếu các con tìm được nó, thì các con có thể phát huy được siêu năng lực hiện tại của mình. Có thật như vậy sao ạ? Các con phải nhanh lên, nguy hiểm đang cận kề. Tương lai của Cool Galaxy phụ thuộc vào các con đấy. Các chiến binh siêu phàm ý à. Mình và Tam Túc đã cùng nghiên cứu và phát hiện ra rằng để tìm được Tropical Fruit, chúng ta phải tìm Draco. Nhưng mà... Sao vậy, Sophie? Draco ngủ vào ban ngày và chỉ thức giấc vào ban đêm. Vậy thì có gì khó, mình tìm nó vào ban đêm là được rồi. Nhưng ban đêm sợ lắm. Vô cùng nguy hiểm. Sia, cậu có kinh nghiệm ở trong rừng sâu, cậu có bí quyết gì không? Mình nghĩ rằng chúng ta có thể dùng ánh sáng để thu hút nó. Cậu ơi, giờ chúng ta phải làm sao? Yên tâm đi, vì tôi có siêu bảo bối. Là chiếc quạt Cool phi hành gia siêu sức mạnh, có công dụng tua ngược thời gian trôi. Quạt Cool phi hành gia được chế tạo từ công nghệ hành tinh Cool Magic. 3 cấp độ gió siêu mạnh, năng lực quay ngược thời gian. Tớ đã thấy kẻ gây ra việc này chính là robot. Mau bắt hắn lại ngay. Sở hữu ngay quạt Cool phi hành gia, thổi bay cái nóng mùa hè với 4 màu ấn tượng, chỉ với 12 thẻ quạt Cool.